Top 2 nghệ sĩ có tiếp giảm cân mà fan luôn tin tưởng. Miu Lê nửa đêm hút mì sùn sụt vẫn có vóc dáng thon gọn nhờ photoshop. Nấu ăn heo healthy đồ nhưng thành phẩm đưa ra làm fan khờ ngang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu ăn heo thì nhé. Đầu tiên là mình phải ấy nó. Đây, này. Rồi, mình chín nó. Bao nhiêu đó phút mình lấy ra. Mình mở nó, mình bê ra. Mình đặt lên. Cái gì vậy? Tiểu ừ. Minh Tuấn 1911 với Miu Lê. Ăn rau xanh nhưng vị ngọt kem béo ngậy. Nước ép quả lại có sữa và chân châu. Sở hữu vóc dáng thon gọn nên các nghệ sĩ thường được người hâm mộ học hỏi rất nhiều về cách giữ dáng, giữ gìn cân nặng sao cho hợp lý. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt như Miu Lê và Kiều Minh Tuấn, cũng là cách giảm cân nhưng chẳng hiểu sao dân tình coi xong lại thấy vô lý thế nào ấy. Với Miu Lê, cô nàng dạo gần đây lại gây bão mạng xã hội với những màn livestream của mình. Không chỉ hóa thành nhân viên tư vấn chuyện tình cảm yêu đương, Miu Lê còn có rất nhiều tips hay trong cuộc sống, kèm theo đó là những câu hỏi về cách giảm cân từ người hâm mộ. Đang bưng tô mì hút sồn sụt lúc nửa đêm, Miu Lê cũng được hỏi cách giảm cân, làm cô nàng phải bật chế độ mờ hỗn. Dù vậy, netizen vẫn tìm ra được cách Miu giữ gìn vóc dáng, bất chấp ăn mì gói vào ban đêm, đó là Photoshop. Dĩ nhiên rồi, chỉ cần có phần mềm chỉnh sửa ảnh, thì dù muốn ăn gà rán khoai chiên hay hút vài ba bát mì, bạn vẫn có thể có được những tấm hình với vóc dáng thon gọn hoàn hảo. Nếu muốn nâng cao hơn, hãy tìm xem bí kíp sử dụng Photoshop của Miu nhé, đảm bảo ảnh đẹp xuất sắc. Không chỉ có đời sống lành mạnh, Miu cũng rất xem trọng bữa ăn, đặc biệt là những bữa ăn healthy. Chẳng thế mà cô nàng lên hẳn video hướng dẫn mọi người nấu một bữa ăn healthy coi cũng dễ hiểu lắm toàn ây đây này rồi mình ấy nó và mình chỉ nó nói chung là mọi bước đều có thể hiểu cho đến khúc Miu lê bưng món ăn mà cô vừa làm ra từ lò nướng rõ ràng trước đó nấu toàn rau củ với trứng nhưng lúc bưng ra lại là khoai tây và gà trên giáo dầu nhìn cũng ngon đấy cơ mà món này là heo thi giữa trưa coi cái cách mưu lê nấu ăn heo thi bày tiếp giảm cân thì netizen nhớ ngay tới kiều minh tuấn quả là 49 gặp 50. chú sáu cũng hay bày cách nấu bữa ăn lành mạnh lại thường xuyên đưa ra tiếp giảm cân bằng món ăn ví dụ như ăn rau như là màu của rau trong bánh kem trà xanh, hay nước ép hoa quả có kèm cả sữa và chân trâu. nói chung cũng heo thi nhưng là heo thi trong tâm trí.